nhằm chấn chỉnh tình trạng SIM kích hoạt sẵn bán tràn lan trên thị trường, dẫn đến tình trạng bùng phát các cuộc gọi quấy rối, khủng bố đòi nợ, lừa đảo, bôi nhọ, xúc phạm gây mất trật tự an toàn xã hội. Nhiều người dân bị thiệt hại về tài sản. Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai đợt thanh tra diện rộng hoạt động đăng ký, lưu trữ thông tin thuê bao trên phạm vi toàn quốc từ ngày hôm nay đến ngày 5 tháng 6 năm 2023. Theo đó, để đợt thanh tra được hiệu quả, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương thành lập các đoàn thanh tra triển khai đồng bộ trên cả nước đối với chi nhánh của doanh nghiệp viễn thông tại địa phương, các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, tổ chức doanh nghiệp cá nhân đăng ký sử dụng SIM điện thoại với số lượng lớn có dấu hiệu bất thường. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai đợt thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi để đợt thanh tra đạt kết quả tốt.